Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay ngày 30 tháng 11. Cập nhật lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất, hôm nay ngày 30 tháng 11. Loạt trận World Cup 2022 hôm nay, ngày 30 tháng 11 xác định thêm 3 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8. Ở bảng C và bảng D, chỉ có đội tuyển Pháp chắc suất đi tiếp trước khi bước vào lượt trận thứ 3. Đội tuyển Pháp thậm chí có thể yên tâm đứng đầu bảng D vì chỉ có một kịch bản không tưởng mới khiến họ mất vị trí số 1. Điều đó sẽ xảy ra nếu đội tuyển Pháp thua đậm Tunisia, trong khi Australia đánh bại Đan Mạch. Trận đấu còn lại của bảng D là cuộc chiến giành giật tấm vé đi tiếp thứ 2 của bảng này. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất mà đội tuyển Đan Mạch hướng tới khi họ ở thế bất lợi. Đội bóng châu Âu mới có được 1 điểm sau 2 lượt trận. Ngược lại, với 3 điểm trong tay, đội tuyển Australia có quyền toan tính và họ chỉ cần hòa là có vé đi tiếp. Ở bảng C, Ả Rập Xê Út và Mexico vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, cả hai đội tuyển đều ở thế bất lợi, đặc biệt là đại diện châu Mỹ. Mexico đang đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm trong tay. Thầy trò huấn luyện viên Tata Martino không có quyền tự quyết. Ả Rập Xê Út vẫn có thể tự định đoạt số phận. Chỉ cần thắng Mexico, đại diện châu Á sẽ giành quyền vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup 2022 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Ba Lan và Argentina. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là nhiệm vụ dễ thực hiện đối với thầy trò huấn luyện viên Javier Bernat. Mexico xếp hạng 13 thế giới, còn Ả Rập Xê Út chỉ đứng thứ 51. Dù phong độ không tốt, Mexico vẫn được đánh giá vượt trội so với đối thủ ở trận đấu này. Trận đấu cùng giờ là màn đọ sức được quan tâm nhất hôm nay, Ba Lan vs Argentina. Nếu Messi và đồng đội thất bại, họ chắc chắn bị loại. Trong trường hợp chỉ giành được 1 điểm, Argentina phải chờ kết quả thuận lợi từ trận Ả Rập Xê Út vs Mexico. Tunisia vs Pháp, chênh lệch đẳng cấp. Đội tuyển Pháp nhiều khả năng thực hiện nhiều xáo trộn về đội hình, nhưng vẫn đứng trước cơ hội lấy điểm trước Tunisia ở bảng D World Cup 2022. Sau những tổn thất trước khi vào giải, Pháp tiếp tục mất thêm Lucas Hernandez ngay khi bóng vừa lăn trên đất Qatar vì chấn thương. Những bất ổn ở giải đấu kỳ lạ nhất lịch sử buộc Didier Deschamps phải có những toan tính cụ thể để tránh tái diễn trường hợp như Lucas Hernandez. Điều đó cũng đồng nghĩa Pháp bước vào trận đấu thứ 3 ở World Cup 2022 mà không sử dụng đội hình mạnh nhất. Với Les Bleus, trận đấu cuối cùng ở bảng D chỉ còn mang tính thủ tục. Nhà đương kim vô địch thế giới gần như chắc chắn nắm trong tay ngôi đầu bảng. Chính vì thế, Deschamps dự kiến thay đổi một loạt nhân sự. Camavinga, Guendouzi, Fofana hay Kingsley Coman sẽ được trao cơ hội đá chính. Mặc dù thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn so với Tunisia. Một trận đấu để Deschamps tìm thêm các giải pháp mới cho giai đoạn knock-out, hướng đến chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Cho đến nay, Tunisia là một trong ba đội bóng vẫn chưa biết ghi bàn ở Qatar 2022, bên cạnh Mexico và Uruguay. Tunisia có nhiều hạn chế trong khâu tấn công, khi thiếu các tiền đạo có khả năng dứt điểm một chạm và nhạy bén trong khu cấm địa đối phương. Để có thể đi tiếp, Tunisia phải thắng Pháp và hy vọng cuộc đối đầu Australia, Đan Mạch bất phân thắng bại hoặc Đan Mạch thắng, nhưng ghi ít bàn hơn. Hy vọng cho Tunisia là không nhiều. Pháp vẫn ở một đẳng cấp khác và nhiều khả năng duy trì mạch toàn thắng. Đội hình dự kiến: Tunisia, Damien, Blom, Tandy, Moria, Kekrida, Suri, Laidouni, Abdi, Massani, Soti, Kari. Pháp: Mandanda, Pavard-Dugonet, Varane, Camavinga, Guendouzi, Fofana, Coman, Griezmann, Giroud, Thuram. Tỷ lệ châu Á: Pháp chấp 1 hòa, 0-1. Tỷ lệ bàn thắng: 2-1/2. Dự đoán: Pháp thắng 3-1. Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây. Tunisia, đừng mạnh. Chuyên gia dự đoán World Cup 2022 Pháp vs Tunisia, đừng mạnh tay. Pháp khả năng dùng đội hình hai đối Tunisia lượt cuối bảng để World Cup, nên dù ở kèo trên thì cũng đừng quá chung tay theo cả trống của Lewis. Tunisia đang đứng trước tình thế quá khó. Ở bảng D World Cup 2022, khi chỉ có trong tay một điểm và phải gặp nhà vô địch Pháp lượt cuối. Ngay cả khi Pháp gì đã giành vé nên nhiều khả năng chỉ tung đội hình hai ra sân thì vẫn là thách thức lớn cho Tunisia. Do vậy, cặp đấu Úc Joseph đang mạch được cho sẽ quyết định ai là đội còn lại bảng để lấy vé đi tiếp tại Qatar. Thực tế, Tunisia chưa ghi bàn nào sau hai trận tại World Cup 2022. Trong quá khứ, họ ghi được 4 bàn trong 5 lần đấu Pháp. Và họ muốn cải thiện điều đó ở cuộc chạm trán lúc 22 giờ tối nay, ngày 30 tháng 11. Chuyên gia dự đoán BBC Sport Research dự đoán Pháp đã lấy vé sớm nên nhiều khả năng chỉ tung đội hình dự bị đấu Tunisia. Tunisia sẽ hy vọng Úc hòa Đan Mạch để mở ra cho họ cơ hội đi tiếp tại World Cup. Dù việc thắng ngay cả đội hình 2 của Pháp cũng là thách thức lớn. Dự đoán Pháp 1-1 Tunisia. Còn Sport Mo đánh giá Tunisia có thể có cơ hội trước đội hình 2 của Pháp, nhưng ai rằng họ vẫn chưa giải quyết được khâu ghi bàn. Dù đấu Tunisia bằng đội hình dự bị thì Pháp vẫn thật đáng gờm. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi Tunisia tiếp tục không ghi bàn.
Pháp có lẽ không cần nhiều, chỉ một bàn là đủ để họ đảm bảo khởi đầu hoàn hảo vòng bảng World Cup 2022 với 3 trận toàn thắng. Dự đoán, Pháp 1-0 Tunisia. Đội hình dự kiến, Pháp, Mandanda, Bavadze, Kunis, Yaran, Kamavinga, Guendouzi, Fofana, Coman, Griezmann, Mbappe, Thuram, Tunisia, Damien, Bron, Tanbi, Meria, Gerrida, Siri, Leduni, Abdi, Massani, City, Kari. Nhận định Australia vs Đan Mạch 22 giờ ngày 30 tháng 11, những chú lính chỉ lên tiếng. Nhận định bóng đá Australia vs Đan Mạch, bảng D World Cup 2022, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đan Mạch chỉ có một điểm và đối diện với áp lực phải thắng Australia, đồng thời hy vọng Pháp công thua Tunisia. Đây là lúc những chú lính chỉ thể hiện sự kiên cường và bản lĩnh của mình. Nhận định trước trận đấu Australia vs Đan Mạch, tưởng như sẽ sớm bị loại sau trận đầu thua tan tác trước người Pháp, nhưng Australia đã đứng dậy mạnh mẽ. Họ thể hiện một lối chơi khoa học, gắn kết và thi đấu đầy quyết tâm. Nhờ vậy, đội bóng này đã vượt qua Tunisia, một đối thủ không hề dễ chịu đến từ châu Phi. Tunisia vốn giàu kỹ thuật và đầy chất quái, thường xuyên là khắc tinh với những đội tuyển chơi cô cứng như Australia. Nhưng cuối cùng, những chú chuột túi mới là người chiến thắng. Để rồi hôm nay, họ đang mở ra hy vọng có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp. Hiện tại, Australia 3 có nhiều điểm hơn cả Đan Mạch 1. Nếu hòa, họ sẽ đi tiếp trong trường hợp Tunisia không thể đánh bại Pháp. Còn Đan Mạch dĩ nhiên là phải thắng để mở ra cơ hội. Australia chỉ cần hòa, nhưng chỉ có thể khẳng định trước mắt họ là khe cửa hẹp. Bởi xét về tương quan trình độ, đại diện AFC thực sự kém xa Đan Mạch. Cùng thi đấu tại châu Âu nhưng nếu giữa các cầu thủ Đan Mạch hầu hết giữ vị trí quan trọng cho các đội bóng lớn thì các trụ cột của Australia chỉ có thể giặt giữa các bến đỗ trung bình. Thậm chí nhiều người chỉ đóng vai trò dự bị ở nhiều câu lạc bộ. Trong số đó, không ít còn phải giặt sang Nhật Bản, Mỹ thi đấu. Phong độ, lịch sử đối đầu Australia vs Đan Mạch. Trong cặp đấu này, phong độ có lẽ không mang nhiều ý nghĩa. Australia vượt trội đối thủ khi họ chỉ thua một trong 7 trận gần đây, còn lại thắng đến 6. Nhưng vấn đề là các đối thủ của Australia đều chỉ họ một bậc về trình độ. Đó là Jordan, UAE, New Zealand. Trong khi đó, dù Đan Mạch chỉ thắng 2 trong 6 lần ra sân gần đây, nhưng đối thủ họ gặp đều là những tay to mặt lớn trên sân cỏ thế giới như Pháp, Croatia. So sánh tương quan về phong độ, rõ ràng có sự chênh lệch. Không thể nói Australia đang chơi hay hơn khi đối thủ của họ dễ ăn hơn nhiều. Đan Mạch vẫn thi đấu ổn nhờ kết cấu đội hình và sự khoa học trong cách vận hành. Nhưng như nhiều đội bóng Bắc Âu khác, Đan Mạch thiếu sự sáng tạo trong các pha tấn công. Đó là lý do mà họ đã tung ra tới 11 pha dứt điểm nhưng vẫn bị Tunisia cầm hòa không bàn thắng, dẫn đến tình cảnh khó khăn như hiện tại. Nhưng hãy tin rằng những chú lính chạy sẽ biết cách bật dậy đúng thời điểm. Thông tin lực lượng Australia vs Đan Mạch. Đan Mạch tiếp tục vắng Thomas Delaney, một tiền vệ con thoi năng nổ. Có anh trên sân, áp lực phòng ngự dành cho Eriksen sẽ giảm đi rất nhiều. Đây là thiếu vắng đáng nói nhất của Đan Mạch ở trận này. Nhưng với khả năng bao sân của ngôi sao Hubbard cùng với tuyến giữa yếu đuối của Australia, có thể tin Đan Mạch sẽ giải quyết nỗi lo để giành chiến thắng. Dự đoán tỷ số Australia 1-2 Đan Mạch. Nhận định Ba Lan vs Argentina, bài cao cùng Messi. Còn tim Messi đã vui trở lại, Argentina sẽ tiếp tục nở nụ cười chiến thắng khi chạm trán Ba Lan ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Đối diện rất nhiều áp lực vì trận thua sốc Saudi Arabia ngày ra quân, Argentina đã nhập cuộc với Mexico trong trạng thái căng cứng về tâm lý. Thật may, nhờ khoảnh khắc lóe sáng diệu kỳ của Lionel Messi, đội bóng Nam Mỹ đã vượt qua sức ép ngàn cân. Để rồi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng 2-0 bằng siêu phẩm lúc cuối trận. Rõ ràng, Messi vẫn là trái tim và nguồn sống của Argentina. Lúc đội nhà khó khăn cần đến anh nhất, tiền đạo số 10 lập tức lên tiếng với cú sút thành bàn tuyệt đỉnh. Tất nhiên, sự phụ thuộc quá nhiều vào những cá nhân kiệt xuất như Messi luôn có tính hai mặt. Để tập thể Argentina tiến xa, chạm đến đỉnh vinh quang thì họ cần phải chơi gắn kết và biến hóa hơn nữa. Bên kia chiến tuyến, Ba Lan đang tiến từng bước vững chắc ở giải đấu trên đất Qatar với 4 điểm trong tay và chưa để lọt lưới bàn nào. Những chú đại bàng chẳng đang dẫn đầu bảng nhưng khó có thể nói họ đã chơi tốt. Ngày ra quân, Ba Lan may mắn hòa Mexico trong thế trận bị ép sân. Trước Saudi Arabia, thầy trò Mick Dewick thắng nhờ bản lĩnh và già dơ hơn đối thủ. Nếu không có sự xuất sắc của Seti trong khung gỗ, Ba Lan khó hưởng chọn niềm vui. Đối đầu Argentina, đại diện châu Âu có thể chủ động lùi sâu và tập trung phất bóng dài lên cho Lewandowski và Milik. Khác hai trận trước, hàng thủ Ba Lan phải đối diện nhiều thử thách, đặc biệt là các chân sút đẳng cấp tầm cỡ thế giới như Messi, Di Maria hay Lautaro Martinez. Một khi sự tự tin trở lại, Messi và đồng đội sẽ thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng cách biệt. Tỷ lệ châu Á, Argentina trước 1-0, 1, tỷ lệ bàn thắng 2-1/4. Dự đoán Argentina thắng 2-0. Thông tin bên lề, đây là lần chạm trán thứ 3 giữa hai đội ở World Cup. Ba Lan thắng Argentina 3-2 năm 1974 nhưng đến World Cup 1978, Argentina đòi nợ với tỷ số 2-0. Trong 3 trận thua gần nhất trước các đại diện Nam Mỹ ở World Cup, Ba Lan không ghi được bàn thắng nào. Argentina để thua 2 trận gần nhất trước đội bóng châu Âu tại World Cup. Đội hình dự kiến, Ba Lan
Sedney, Kasklik, Kiwire, Berezinski, Jinisky, Bilic, Krychowiak, Frankowski, Bilic, Lewandowski, Argentina, E, Martinez, Molina, Otamendi, Lee, Martinez, Tagliafico, Fernandez, Barret, Zepon, Messi, La, Martinez, Di Maria. Nhận định Saudi Arabia vs Mexico, chỉ mừng tung cánh. Với khao khát làm nên lịch sử, Saudi Arabia tràn đầy quyết tâm đánh bại Mexico ở lượt cuối, bảng C của Cup 2022 và đoạt vé vòng 1/8. Năm 1994, trong lần đầu tiên tham dự World Cup, Saudi Arabia làm nên điều kỳ diệu khi đánh bại Maroc và bị để giành quyền vào vòng knockout. Sau 28 năm, Saudi Arabia tạo nên một trong những cơn địa chấn trong lịch sử World Cup khi đánh gục Argentina, ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Trước đó có chuỗi 36 trận bất bại. Saudi Arabia không gặp may, cùng với một chút nôn nóng và thiếu kinh nghiệm nên thua Ba Lan ở lượt trận thứ hai. Mặc dù vậy, cơ hội để đội quân của huấn luyện viên Hovrenat đứng vào giai đoạn đấu loại trực tiếp vẫn còn mở rộng. Nếu duy trì phong cách đá như hai trận vừa qua, đồng thời tập trung hơn trong khâu phòng ngự, Green Falcon Simon Xanh hoàn toàn có thể lấy 3 điểm trước Mexico. Đại diện CONCACAF thi đấu không tốt tại World Cup 2022. Chiến thuật mà Tata Martino xây dựng có nhiều hạn chế. Mexico vẫn chưa ghi bàn sau hai trận đấu ở Qatar, dù trong tay Tata Martino có nhiều cầu thủ chất lượng. Cơ hội dành cho Mexico chưa phải hết. Nếu thắng Saudi Arabia, họ sẽ vào vòng mùng 1 tháng 8 trong trường hợp Ba Lan cũng thắng. Trong trường hợp Argentina thắng hoặc hòa, vé đi tiếp được xét đến chỉ số phụ. Khi ấy, Mexico bất lợi khi hiệu số hiện đang là âm 2. Nhưng chiến thắng Saudi Arabia là nhiệm vụ nặng nề với Mexico. Chim ưng xanh đang chơi thử bóng đá hiệu quả hơn và tinh thần cũng vượt trội. Bất chấp tổn thất nhân sự, Saudi Arabia tràn đầy tự tin cuột ngã. Mexico để giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến cuộc chiến một mất, một còn giữa Ba Lan và Argentina. Lực lượng Saudi Arabia, Ansarani, Saman Alfare chấn thương, Anmunki bị treo giò. Mexico, Andres Guardado chưa rõ khả năng thi đấu. Đội hình dự kiến Saudi Arabia, Ân Owais, Abdulhamid, Ân Amri, Tambati, Ân Burey, Kendo, Ân Burakun, Ân Abes Denazi, Ân Dosari, Ân Siri. Mexico, Osoa, Sanchez, Moreno, Manti, Gallardo, Herrera, Alvarez, Chavez, Lozano, Jimenez, Vega. Tỷ lệ châu Á, Mexico chấp 3/4, 3/4, 0. Tỷ lệ bàn thắng, 21/2. Dự đoán, Saudi Arabia thắng 2-1. Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây. Nhận định bóng đá Ả Rập Xê Út vs Mexico, chờ kỳ tích châu Á. Ả Rập Xê Út, Mexico, nhận định. Dự đoán kết quả trận đấu Ả Rập Xê Út vs Mexico thuộc bảng C World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 30 tháng 11. Ả Rập Xê Út và Mexico vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, cả hai đội tuyển đều ở thế bất lợi, đặc biệt là đại diện châu Mỹ. Mexico đang đứng cuối bảng với chỉ một điểm trong tay. Thay cho huấn luyện viên Tata Martino không có quyền tự quyết. Mexico chơi không tệ trong trận đấu gần nhất. Đội bóng của khu vực CONCACAF gây ra rất nhiều khó khăn cho Argentina và chỉ sụp đổ sau khoảnh khắc tỏa sáng của thiên tài Lionel Messi. Trên khía cạnh phòng ngự, đội tuyển Mexico có thể tự tin. Lý do không phải vì trong tay huấn luyện viên Tata Martino đang có Guillermo Ochoa, một cái tên đặc biệt luôn được nhắc đến trong mỗi kỳ World Cup với những pha cứu thua xuất sắc. Trên thực tế tại giải đấu lần này, Ochoa không bay vất vả. Theo thống kê của WatchScorer, Mexico chỉ chịu tổng cộng 11 cú dứt điểm từ đối thủ trong hai trận đấu đầu tiên. Chỉ có một đội duy nhất có chỉ số tốt hơn thế, đó là Argentina, 7 lần. Tuy nhiên, thứ khiến Mexico gặp rắc rối ở thời điểm hiện tại là hàng công. Khi chân sút chủ lực Raúl Jiménez chưa trở lại, đội bóng có biệt danh SG hoàn toàn vô hại trước khung thành đối phương. Chỉ có 3 đội chưa ghi được bàn nào ở World Cup 2022 và Mexico là một trong số đó. Bên kia chiến tuyến, Ả Rập Xê Út tạo ra những ấn tượng đẹp sau hai trận đầu tiên. Đại diện châu Á không thể đối tiếp bất ngờ khi để thua Ba Lan với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, đó là một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Hovrenat đã chơi như thể một đội bóng ngang tầm hoặc trên tầm đối thủ. Ả Rập Xê Út vẫn có thể tự định đoạt số phận. Chỉ cần thắng Mexico, đại diện châu Á sẽ giành quyền vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup 2022 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Ba Lan và Argentina. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là nhiệm vụ dễ thực hiện đối với thầy trò huấn luyện viên Hovrenat. Mexico xếp hạng 13 thế giới, còn Ả Rập Xê Út chỉ đứng thứ 51. Dù phong độ không tốt, Mexico vẫn được đánh giá vượt trội so với đối thủ ở trận đấu này. Dự đoán Ả Rập Xê Út 0-2 Mexico. Xác định được hai cặp đấu tại vòng 1/8 của Cup 2022. Đội nhất bảng B là Anh sẽ đối đầu với Senegal, nhì bảng A ở vòng 1/8 của Cup 2022.
trong khi Hà Lan nhất bảng A sẽ chạm trán Mỹ nhì bảng B. Sau khi lượt trận cuối của bảng B khép lại, vòng 1/8 của CAF 2022 cũng đã chính thức xác định được danh tính hai cặp đấu. Anh và Mỹ trở thành hai đại diện của bảng B giành quyền vào chơi ở vòng đấu dành cho 16 đội bóng xuất sắc nhất. Anh đi tiếp với ngôi nhất bảng sau trận thắng 3-0 trước xứ Wales nhờ cú đúp của tiền đạo Marcus Rashford, xen giữa là bàn thắng của Phil Foden. Kết quả này giúp đội tuyển Anh sẽ đối đầu với đội tuyển Senegal nhì bảng B ở trận đấu tiếp theo trên hành trình chinh phục ngôi vương của mình. Trận đấu giữa Tam Sư và những chú sư tử Teranga sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mùng 5 tháng 12 theo giờ Việt Nam trên sân An Bay. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ đã vượt qua Iran để giành quyền đi tiếp sau trận thắng 1 không đầy căng thẳng. Kristen Pulisic là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với việc chỉ giành được vị trí nhì bảng, đội tuyển Mỹ sẽ phải chạm trán với thách thức mang tên Hà Lan ở vòng 1/8. Đây cũng là trận đầu tiên tại vòng đấu dành cho 16 đội bóng xuất sắc nhất. Trận này diễn ra vào lúc 22 giờ ngày mùng 3 tháng 12 trên sân Khalifa. Trước đó, tại bảng A, Hà Lan đã nhẹ nhàng vượt qua Qatar 2-0 nhờ các bàn thắng của Cody Gakpo và Frenkie de Jong để chiếm ngôi đầu bảng với thành tích bất bại, giành 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Ở trận đấu cùng giờ, Ismail Assar và Kalidou Koulibaly thay nhau lập công để giúp Senegal thắng kịch tính 2-1 trước Ecuador. Kết quả này giúp Senegal vượt qua chính Ecuador để chiếm ngôi đầu bảng và ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp sau đúng 20 năm dài chờ đợi. Ngoài bốn cái tên trên, vòng 1/8 World Cup 2022 trước đó cũng đã sớm xác định được ba đội góp mặt sau lượt trận thứ hai là Pháp, Brazil và Bồ Đào Nha. Cục diện bảng C World Cup 2022, Argentina vẫn có nguy cơ bị loại. Chiến thắng trước Mexico giúp đội tuyển Argentina có quyền tự quyết cho tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022, nhưng nguy cơ họ bị loại là vẫn còn. Sau trận thua sốc Saudi Arabia, Argentina đã trở lại bằng chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Mexico ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2022.